anh chị thân mến uh, anh chị có biết là từ tết đến giờ thì thị trường của chúng ta đã tăng bao nhiêu phần trăm rồi anh chị em và các bạn kể từ sau tết ạ tức là kể từ ngày sau tết thưa với anh chị em và các bạn là kể từ ngày sau tết thì vn index của chúng ta đã tăng 8,85% phần trăm tức là từ sau tết âm lịch tới giờ là tăng 8,85% phần uh, trăm tương đương với 10 phiên giao dịch 10 10 phiên giao dịch và mức tăng là 8,83% phần trăm và số điểm tăng là khoảng 80 điểm kể từ mà cái vùng giá của ngày kết thúc phiên đóng cửa ngày thì trước Tết là 910 anh chị em và các bạn 910 910 và cái con số chính xác của nó là 900 à, đây chị em và các bạn để tôi lấy cho anh chị em và các bạn thấy đó là ngày 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 mùng 1 tháng 2 ngày mùng 1 tháng 2 là đóng cửa là 908.67 anh chị em và các bạn vâng như vậy là kể từ sau Tết đến giờ là bắt đầu giao dịch từ ngày 11 tháng 2 tới ngày hôm nay 11 tháng 2, 12 tháng 2, 14 tháng 2, 15 tháng 2, 18 tháng 2, 19 tháng 2 và hôm nay là 20, 20 tháng 2, 21 tháng 2. Như vậy là chúng ta có từ sau Tết là có cả cả là 10 phiên giao dịch sau 10 phiên giao dịch thì thị trường của chúng ta tăng là khoảng tầm 80 80 điểm anh chị em và các bạn tăng 80 điểm. Tỷ lệ tăng là 8,98% cho toàn thị trường. Và sau khi ngồi thống kê, sau khi thống kê trên thị trường để biết được là thị trường của chúng ta tăng thì lực tăng nhờ vào đâu và cái việc tăng như vậy thì sẽ kéo dài thêm bao lâu. Thì thưa với anh chị em và các bạn là thật sự là giật mình khi phát hiện ra rằng là 5 phần 56, 56 mấy phần trăm đấy, 56% 56,6% à, Cái đóng góp của Sức tăng của thị trường Đến từ chỉ cần 3 cổ phiếu thôi 3 cổ phiếu thôi, anh chị biết là ba cổ phiếu nào không ạ Vâng, để không làm mất Thời gian của anh chị và các bạn nữa thì Chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn luôn Cổ phiếu thứ nhất Mà đóng góp vào cái tỷ lệ tăng Của thị trường à, Chiếm cái tỷ lệ là Đầu tiên là chiếm khoảng 19 điểm 19 điểm trên 80 điểm 19 điểm trên 80 điểm anh chị và các bạn là cổ phiếu nào anh chị em và các bạn góp cho thị trường 19 điểm trên 80 điểm à, tương đương với khoảng à, 23,75 phần cái đợt tăng vừa rồi cái đợt tăng vừa rồi tức là góp phần vào cái tổng cái lượng tăng vừa rồi là 23,75 phần trăm là Vin và IC là Vin thì tăng 18 trăm à tương đương với khoảng tầm 19 điểm và do cái trọng số của Vin hiện tại đang chiếm tỷ trọng là 11,7%. Do đó thì uh, nó đóng góp vào thị trường khoảng 23,75% thưa anh chị em và các bạn. Thứ nhất là Vin, thứ hai nữa là Vinhome. Vinhome thì uh, vừa rồi đây, kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 2 thì Vinhome tăng 21%. Tăng 16 điểm và sẽ ảnh hưởng đến thị trường là 15 điểm ảnh hưởng tới thị trường 15 điểm và cổ phiếu thứ ba là Vinamilk sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì Vinamilk là tăng là 12% tương đương với việc đóng góp cho thị trường là uh, với mức tăng là 15 điểm và đóng góp với thị trường là 11,7 điểm chúng tôi xin nhắc lại để anh chị em và các bạn có dễ thống kê và để biết được định lượng thị trường thì ngoài ra thì uh, số điểm là 35 điểm còn lại thì của những tất cả những cổ phiếu khác trên thị trường trên uh, HOSE thì nhắc lại là Vin là tăng 18%. Đây thực sự là một trong những cái đợt tăng cũng khá là mạnh và nó nằm ngoài cái dự báo của chúng tôi trước đó là nói rằng là Vin có cái dấu hiệu của câu chuyện suy si giảm nhưng mà đúng là thực sự là Vin một trong những cổ phiếu mà rất khó lường và nó tăng 18% thì tương đương với mức tăng là 18 điểm kể từ vùng giá 100. Và làm cho cái chỉ số VN Index được hưởng lợi là 19 điểm. Vin Home thì tăng 21%. Kể cả phiên trần ngày hôm nay Tăng 16 điểm Tăng 16 điểm Tăng 16 điểm Cờ Hiện tại đóng cửa là 96.7 Tức là tăng từ vùng giá 80 Và cho cho thị trường 15 điểm Vinamilk thì tăng 12% Tăng 15 điểm Tăng 15 điểm so với cái mức Đóng cửa hôm nay là 148.5 Tức là nó tăng từ mốc giá là 133 Thưa anh chị em và các bạn Và đóng góp cho thị trường là 11.7 điểm Tổng thế ba cổ phiếu này là công ty cổ phần Vingroup, công ty cổ phần Vinhome và công ty cổ phần Vinamilk sửa Việt Nam thì đóng góp cho thị trường 45 điểm trên tổng số điểm 80 điểm trong 10 phiên giao dịch đầu năm. Và như thế, như thế là chúng ta thấy được rằng là thực sự đây là một trong những cái mức ảnh hưởng rất là lớn khi mà tính trên cái trọng số của ba cái cổ phiếu lớn này. Ba cổ phiếu lớn này thì quá lớn luôn. Chúng tôi chưa kể thêm một cổ phiếu nữa đó là Vietcombank thì chỉ cần bốn cổ phiếu thôi thì đã ra góp phần ở khoảng đâu đó là 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 6 mươi mấy phần trăm thị trường rồi. Nhưng Vietcombank thì từ Tết ra đến giờ, Tết giờ đến giờ là từ phiên 11 tháng 2 thì tăng từ 56 mà lên tới vùng hiện tại là 60. Tức là 56 lên 60. 56 mà lên 60 thì cũng chỉ có khoảng bốn giá thôi. Bốn giá này thì ảnh hưởng lên Vietcombank như thế nào? Bốn giá này thì Vietcombank chiếm 7% 6,69% so với trăm thì Việt Công Băng chỉ đưa cho thị trường khoảng mấy điểm thôi thực ra là nó cũng không 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 nhiều khoảng bốn năm điểm thôi bốn à, điểm đúng không ạ tôi cho là bảy phần trăm thì bảy bốn à, có mối 2 điểm tám thôi xin lỗi anh chị em các bạn đấy thì như vậy thì chúng ta thấy là là ba cổ phiếu ban đầu ba cổ phiếu lớn nhất của thị trường uh, à, Vin Vinhome và Vinamilk thì đã góp cho thị trường quá nửa rồi 56% mươi phần trăm rồi năm mươi sáu phần trăm và riêng hai cổ phiếu Vin và Vinhome thì đã góp cho thị trường là Uh, 34 điểm anh chị em và các bạn 34 trên 80 điểm thì tổng thể cho đợt tăng của sau tết 34 trên 80 điểm thì thực sự đúng là quá nhiều luôn như vậy chúng ta thấy được rằng là là, là, là Vincom bây giờ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán là quá lớn luôn bởi vì chỉ có Vin và Vin chưa kể VRE nhưng mà chúng tôi chỉ cái Vin và Vin uh, Vin Home thôi thì đã đưa cho thị trường khoảng khá là lớn rồi anh chị em và các bạn hai cổ phiếu này ảnh hưởng 42% thị trường ảnh hưởng 42% thị trường chỉ riêng hai cổ phiếu này tôi ảnh hưởng là 42% thị trường rồi. Vâng thì vài cái thống kê như vậy thì giúp mong rằng là sẽ có thêm cái thông tin để cho quý anh chị em và các bạn có thể định lượng thị trường cũng như là phân tích đánh giá cái tình hình thị trường trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái cái tình hình theo cái số liệu thống kê trong thời gian tới để giúp ích quý anh chị em và các bạn nhiều hơn Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã đồng hành đừng quên là like cho video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục xem những video mới mỗi ngày và vào lúc 15 giờ buổi chiều hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại